Hello, thân mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh BMT của Chi nha. Hôm nay mình mới mua được một dàn nhạc cù bắp của chú kia ông bán đó các bạn. Một cái amply hiệu Jaguar. Jaguar máy này 8 sò máy hàng nhái nha các bạn. Và một cặp loa là Boston Audio nè. Đó, máy loa này là loa hai tắc à. Hai tắc à. Bass 20. Đó, nhưng mà không còn đẹp đẹp nha. Không còn rất là đẹp. Hai cái bát là còn hát mà chép hình như là bị đứt đó, thì mình sẽ kiểm tra mình sửa lại. Ở đằng sau nó cũng có ghi tùm lum hết nha các bạn, số series đó, nói chung nó cũng ghi mà ghi là Made in Việt Nam đây đó, Made in Việt Nam ha, lo Việt Nam. Nói chung một dàn này là mình mua giá là có 400 ngàn thôi nha các bạn, cái giá cũng trung bình. Bộ 8 sọ giá trung bình. Thì bây giờ mình sẽ gỡ ra coi nội thất nó, thử coi có cái gì bên trong. Và nó cái cấu hình nó có hát tốt không ha. Thì mình mua mình cũng không biết. Tại chú này không quen đó các bạn, không lái, không giao đồ mình nhiều lắm. Không còn một dàn này mình vô mình lấy luôn cho ông. Đó, mình dời xuống đây để dễ quay nha các bạn. Còn đây là con âm ly hai con. Hai con âm ly mà clip trước mình mua về đó. Thì đang trong quá trình mình test máy nha các bạn. Cái này là máy rất là xấu nè, 8 con lớn, máy Jaguar 8 con lớn đó các bạn. Đó, máy cái tình trạng đó là mạch rất là dơ, mình làm lại sạch sẽ. Tăng phô thì nó cũng bị xét tí xíu nhưng mình cũng khắc phục lại. Đó, tăng phô á. Đó, thì cái máy này là đang trong tình trạng là hát cực kỳ ngon luôn nha các bạn. Hai mạch công suất hát rất là êm. Máy 8 sò lớn kéo rất là khỏe. Đó, tăng phô thì dây đồng 100% luôn đó các bạn. Phô dây đồng. Thì cái máy này là cái lõi nó echo nó hát rất là khó. Tại cái bo này là 2399 nha các bạn. Đó, mình hai chiếc áp lại hết nhưng mà hát không tốt. Chắc để mai 21 gì mình rảnh mình sẽ thay luôn cái bo echo nó là 0326 hát cho nó dễ. Còn con bên đây thì rất là ok rồi. Thì cũng đang test luôn. Có gì mai mốt mình làm clip mình bán, mình đăng giá công khai cho anh em luôn. Cái nào anh em nào thích thì mua ủng hộ ha. Đó, cái này là 8 con. 8 con sò trung nha. Đó, bây giờ mình sẽ gỡ ra coi cái lo nó có kho báu gì bên trong không ha các bạn. Nhiều khi chuột nó tha tiền vô sao. Đó, cái lưới rất là đẹp. Nói chung cặp lo này còn mới lắm, nếu lo chùi là ok. Tuy nó lo giảm nhưng mà cái đầu máy nó còn. Bass là bass 20. Hai chép. Chép nhỏ và chép lớn, hai không hư ha. Đó, hai cái lỗ không hư. Rồi để mình cái cây vít mình nãy cái coi. Nãy cái bass giờ coi nó có mạch lọc không nha các bạn. Có đây để gọi cái lo này không có mạch lọc nha các bạn, không có mạch lọc, nó có hai con điện trở và cái tụ chép, hai con điện trở, hai con này là số khác nhau nha. Đó, tại cái chép nhỏ chép lớn còn hai con không số khác nhau à, nhưng mà cái củ từ này cũng to nha, củ từ to. Con là con 35 nha các bạn. Đó, cái cẩu con bát này là 35 á. Con lớn, con trung bình cũng được. Mà xui nó không có mạch lọc ha. Rồi bây giờ sẽ gỡ cái amply. Tại cặp này nó y nhau rồi các bạn. Rồi bây giờ sẽ gỡ cái amply ra coi như thế nào đây. Rồi coi cái dàn 400 ngàn hôm nay mua có thành công không hả các bạn. Đó, máy là 8 sọ. Máy 8 sọ. Cái mạch này là nó nằm chung dĩ với dưới luôn nha các bạn. Bo nguồn với mạch linh kiện tầng công suất là nó dính chung luôn.
mạch này nếu mà nó bị lỗi là sửa rất là cực. Nhưng mà cái máy này còn đóng relay nha, còn hát. Đó, máy 12 tăng phô 12 A, máy 8 con nhỏ. Thì nói chung máy này tính 200 ngàn cũng ok nha các bạn. Bán vẫn có lợi nhưng mà lời không nhiều ha. Nói chung bán kiếm tiền cà phê vẫn được nha. Đó, thì thành quả hôm nay chỉ có bao nhiêu đây? Một cặp lo và cái âm ly. Đó, dàn này là 400 ngàn. Nếu mà mình làm tốt, hát ngon lành thì bán có thể giá là 800 ngàn nha các bạn. Đó, 800 ngàn thì bán bảo hành cho người ta luôn. Bán vòng vòng ở đây. 800. Còn hai âm ly này thì ngày mai mốt nó mình test nó hát ngon, ok thì mình sẽ làm clip. Mình quay review chi tiết và bán giá công khai cho anh em luôn. Cô bác nào cần thì cứ mua, liên hệ cho mình nha. Rồi, video tới đây kết thúc. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.